Sau đây là kết quả xổ số Phú Yên thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6811, 0815, 9989. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4128. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46858, 05935, 64452, 40758, 29989, 51520, 21806. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19967, 58722. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20938. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60758. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 760075. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 760075.